Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món cháo rồi, cháo cám rồi, uống trà đá rồi, trà tắm rồi, với canh rồi, canh nóng rồi. Đây người cháo rồi, cháo cám rồi. Trà đá rồi, trà tắm rồi. Chanh ngực, chanh nấm ngực, lemon ngực, bổ là muốn dài ngực, dài lâu ngực, dài lâu. Mời ngồi vô, ăn hơn rồi. Cháo cá có cái với cháo rồi gần như rồi hành ngọn rồi tây quát rồi cháo này đặc rồi nấu gì rồi cá da da mì mì tây quát cá cá thơm thơm đi. Cái nguồn thơm rồi, cái là cháo là cái nhiều rồi, còn cái rồi. Chà thơm, chà ngon thơm, cái gì chắc nhẹ luôn. Cháo nấu ngon rồi, cháo ngon nấu vừa ăn rồi. Cá nó dai dai mềm mềm rồi, nó tay quá ớt, nó cay cay rồi, thơm thơm. Em muốn ăn cho này, miếng chanh luôn rồi. Rồi, chà đá thơm ngon rồi, chà tắm ngon thơm. Rồi. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi tối thật là ngon miệng, có một buổi chiều thật là ngon miệng, thì cũng ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.